Hôm nay thì Phong xin giới thiệu đến các bạn cái bơm lọc nước hồ cá nè ha. Thì ta thấy là cái bơm này nó nhỏ gọn thôi. Đây nè. Với cái nguồn điện sử dụng là 220V. Thì các bạn thấy mình đang sử dụng nguồn điện trực tiếp nè. Cái bơm để trong nước, tay mình cũng để trong nước hả. Như vậy thì cái này nó không có bị điện giật ha. Rồi công suất của cái bơm này là 4W trên giờ ha. Rồi cái lưu lượng mà nó bơm được là 1,2 lít trong 1 phút. Thì cái bơm này nó chạy rất là êm. Đó, để ở trong nước thì nó im ru không có tiếng động gì hết. Đó. Và nó có thể kết nối với cái đường ống 8 ly ha. Nói chung là với cái hồ nước nhỏ của mình mà dùng cái bơm này là tiện lợi à. Vừa nhỏ gọn mà vừa tiết kiệm điện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Thì mọi chi tiết xin liên hệ đến Phong ở số điện thoại 0977788536 để biết thêm chi tiết ha. Cảm ơn các bạn.